Sáng ngày 17 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người dân đã đổ về để tham dự lễ hội đúc bụt tại miếu bà thờ Công chúa Ngọc Kinh tại thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một trong những lễ hội độc đáo và đặc sắc nhất dịp đầu năm. Ghi nhận của phóng viên báo điện tử Dân Việt, ngay từ sớm các cụ cao niên trong làng đã chuẩn bị đồ lễ cũng như chiếu để chuẩn bị cho phần lễ và phần hội. Để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy, ban tổ chức bố trí một hàng rào dây ngăn cách giữa khu vực làm lễ và người dân. Lễ hội năm nay, ba thanh niên có vinh dự được chọn làm bụt là Nguyễn Khương Duy, 13 tuổi, Nguyễn Quang Trường, 21 tuổi và Nguyễn Xuân Vinh, 15 tuổi. Sau khi các bụt làm lễ trong đền Đức Bà sẽ được dân làng hộ tống đi tắm ở giếng nước thiêng đầu thôn. Tại giếng này, dân làng chung tay dội nước sạch sẽ cho ba bụt, tiếp tục di chuyển sang bể bùn cách giếng 200m. Đắp bùn xong, ba bụt về đình để báo cáo với thành hoàng làng. Các bụt được rước về sân đình trong sự bảo vệ của rất đông trai làng. Ba bụt kính cáo thành hoàng làng xong, chiếu sẽ được nhấc ra rồi chia cho dân làng. Năm nay, để tránh tình trạng giằng co xô đẩy, chiếu không tung ra sân để người dân xé, mà ban tổ chức sẽ tách từng chiếu trong khu vực đền chính rồi phát ra ngoài. Làng chúng tôi đã áp dụng từ năm 2019 là tản chiếu phát lộc cho tất cả nhân dân hoặc du khách có nhu cầu đều được phát lộc. Như năm nay, năm 2014 này, chúng tôi dự trù phát 300 túi lộc cho tất cả nhân dân và du khách. Mọi ngày ở đây là lễ cầu đinh, tức là đã sinh con ra rồi mà chưa có con trai thì xin cái lộc chiếu này thì cũng có nhiều người sinh được con trai. Thế cho nên là nó mới mang tính cầu đinh. Từ lâu đời, người dân thôn Phù Liễn tương truyền rằng người nào có được những mảnh sợi cói, nhất là chiếc chiếu cắm bó mạ xanh trên đỉnh, năm đó vợ chồng sẽ sinh con trai. Chính vì vậy, người dân đứng kín cửa đình để mong xin được mảnh chiếu cho bản thân.